何？Tất cả mọi người ở đây đang cắt tóc cho ông. Ông mình 95 tuổi. No. Chú kìa, chú quý dùng Facebook về bà. Bà quê ạ. Và chú quý dùng Facebook về. Và chú quý dùng Facebook về đây. Bà chú quý dùng Facebook về đây. Quý á? Vâng. Chú bao nhiêu? Chú ơi, họ bảo là cho chú số xin số điện thoại của mày, chú gọi không được nha. Thế là chú bao giờ? Hôm nay. Gọi nhắn tin qua mạng xã hội ấy. Nhắn gọi báo gì? Xin số điện thoại của cháu. Ôi trời ơi, bà uống hơn 3 lần, đi chợ đi sáng bao nhiêu bạn chưa? Nó bỏ nó hết tiền rồi nó. Bao nhiêu bệnh này rồi, sức này uống này. Là chàng thế khoảng ta có thở ra, thì mình có thở lại. Vâng. Ngoại. Xin như chưa gọi hả? Gọi qua mạng xã hội ấy. Gọi qua Facebook ấy. Thì chú bảo cho chú xin số điện thoại của cháu. Cháu mới mở tin nhắn này, thế cháu mới đọc. Xem có đẹp trai không? Và rất chất. Nó bỏ nó hết tiền. Ông ơi, ngừng mặt lên một tí. Thế. Rất chất các bạn. Khá bài. Ông thẳng lên một tí. Đấy. Ông thấy khá đẹp trai các bạn ạ. Thấy gái này. Rất chất. Hay là rất giống khá bản. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục cái cắt. Rất là chất anh em. Tuổi càng già mình phải càng làm cho ông trẻ nhìn phong độ.
vợ cháu thì cắt ngắn ngắn thì cái tóc còn mát, ngắn gọn mát. Cắt đi, nếu mà cắt đi đúng chuẩn thì nó lại để nấu ăn. Cắt đi nấu ăn. Nấu ăn.
lên đi. Thì đây, đây, cho con lên để tao giúp quả. Quá đẹp trai luôn. Quá đẹp trai. Đi dẹp ra, không có đi đâu nha. Vô đi gì? Đi nào rửa đi dẹp đi để cài. Đây đây. Dẹp đây. Quá đẹp trai luôn này. Dẹp bài dẹp mới mới đẹp đây. Dẹp bài gì cả. Ui. Tắm thôi. Quá đẹp trai ấy. Tóc kiểu khá bạch. Tóc kiểu khá bạch. Ôi cắt tóc à? Bạn đang cắt tóc không? Quá đẹp trai đúng không? Cắt ngắn rồi bà, cắt ngắn rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Mình xin dừng clip ở đây. Nếu thấy hay thì nhớ lại subscribe kênh YouTube. Bye bye.